Xin chào, kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin đầu tuần với Đỗ Dũng. Hôm nay là ngày thứ hai 13 tháng 6 năm 2022. Xin chào anh Ngô Văn Sinh Nhi. Vâng, thân mến chào Đỗ Dũng và một lần nữa xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Ủy ban điều tra vụ tấn công bạo động 6 tháng giêng năm 2021 đã có phiên điều trần thứ hai trực tiếp truyền hình. Và trong cái phiên điều trần này, họ tập trung vào cái sự cố tình nói dối của cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù có những lời khuyên của những cố vấn của ông và ngay cả người thân trong gia đình ông, nhưng ông vẫn không nghe, và người ta nói rằng ông, ngay các cái gọi là cố vấn của ông bảo là ông ảo tưởng rằng ông thắng cuộc bầu cử. Không biết ông ảo tưởng không, ta không biết, nhưng mà đó là cái mô tả của họ. Và trong cái buổi điều trần này thì họ đã cho xem lại cái đoạn video tape mà họ phỏng vấn ông William Barr, là cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump. Và ông đã cười khẩy khi mà ông Trump bảo rằng là có bầu cử gian lận, thậm chí có những cái xe chở phiếu ở các nước ngoài vào trong nước Mỹ để bỏ phiếu cho ông Biden, hay là gắn những con chip vào trong những lá phiếu, vân vân và vân vân. Xin bác kỹ thuật cho coi cái laptop để quý vị nghe cái đoạn video này, rồi tôi sẽ đặt câu hỏi với anh Hồ Văn Sơn Nhi. The department, in fact, when we received specific and credible allegations of fraud, made an effort to look into these to satisfy ourselves that they were without merit. And I was in the posture of trying to figure out. There was an avalanche of all these allegations of fraud that built up over a number of days, and it was like playing whack-a-mole, because something would come out one day and then the next day it would be another issue. Also, I was influenced by the fact that all the early claims that I understood were completely bogus and silly and usually based on complete misinformation. And so I didn't consider the quality of claims right out of the box to give me any, you know, feeling that there was really substance here. Thấy ông William Barr đã cười khẩy khi ông nói rằng là bảo rằng là bầu cử gian lận, đúng là nói tào lao. Ông đã cười khẩy, ông khinh cái chuyện đó mà không có. Thưa anh Nguyễn Xuân Nhi, anh theo dõi buổi này sáng nay, tôi biết có như vậy. Và thưa anh, đối với anh trong 2 giờ đồng hồ theo anh thì anh thấy cái điều gì nó quan trọng nhất trong cái chuyện này, trong cái buổi điều trần lần thứ hai này thưa anh? Dạ vâng. Tôi theo dõi cái buổi điều trần này lần thứ hai này, và có thể nói đây là một cái chiến thắng chính trị của cái ủy ban điều tra cái vấn đề ngày 6 tháng giêng năm 2021. Mục tiêu của ủy ban này, của đảng Dân Chủ, của bà Nancy Pelosi, là nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump, và họ muốn zero, khoanh tròn trên ông là người chịu trách nhiệm, và có thể tìm cách cáo buộc ông đã vi phạm tội hình sự hay bất cứ một cái tội nào. Và vấn đề này, đây không phải là một cái ủy ban điều tra cái chuyện bầu cử có gian lận hay không, mà chỉ là một cái ủy ban điều tra cái nguyên do nào đã xảy ra tới ngày 6 tháng giêng, ai chịu trách nhiệm như thế nào, những ai dính líu như thế nào. Và cái điều họ nhắm tới là cựu Tổng thống Donald Trump. Và gần như họ sắp thành công qua cái những cái gì mà họ đưa ra trong cái buổi điều trần mà được phổ biến một cách công khai trên hệ thống truyền thông, truyền hình của nước Mỹ. Thì một những cái người mà gọi là thân tín với trong cái inner circle của Tổng thống Trump lúc đó, và kể cả thân nhân gia đình con gái ông, tất cả đều là đưa ra những cái lời làm chứng là nó không có lợi cho ông. Thật ra thì những cái lời làm chứng của họ chỉ cho thấy rằng họ đồng ý là chúng ta đã thua, chúng ta đây là Tổng thống Donald Trump, kết quả đã thua và không có thể một lý do hay cách nào để xoay được, cho dù có hay không có những cái lá phiếu gian lận ở trong đó. Chuyện gian lận vẫn có thể xảy ra, nhưng nó sẽ không có đủ ở một cái mức độ, một cái con số để thay đổi những cái kết quả
bầu cử ở những tiểu bang và những cái điều mà một số cố vấn của Tổng thống Trump đưa ra để gọi là claim rằng có cái fraud ở trong đó, nó cũng không có đủ mạnh và cũng không có chứng thật được. Thì những cái điều này đã đưa đến cho Ủy ban điều tra của Hạ viện có thể tấn công cựu Tổng thống Donald Trump rằng ông biết không có thay đổi được kết quả bầu cử và không có sự gian lận bầu cử nào rõ rệt trong đó, nhưng mà vẫn cố tình kích thích cử tri của ông, những người ủng hộ của ông để làm một cái cuộc nổi loạn. Đó là điều mà cái ủy ban này họ nhắm tới. Và dĩ nhiên thì đây là một cái vấn đề hoàn toàn chính trị, có mục tiêu chính trị, và đảng Dân Chủ lập ra cái ủy ban này với đa số thành viên trong đó thì cái mục tiêu họ nhắm, và có lẽ họ sẽ thành công được một phần nào đó trong cái mục tiêu. Còn cái vấn đề mà kết tội hay không, mà Tổng thống Trump có thực sự vi phạm một cái tội nào hay không, thì đó sẽ là một cái kết quả điều tra khác của Bộ Tư pháp, của những cái cơ quan có cái chức năng điều tra trong vấn đề này. Tuy nhiên đây là một cái thiệt hại chính trị lớn cho cựu Tổng thống Donald Trump, và đặc biệt là điều mà người ta đảng Dân Chủ đang nhắm tới, đó là cái việc mà campaign của ông, cái ủy ban tranh cử của ông đã lập tức vận động gây quỹ cả hàng trăm triệu đô la với dựa trên cái lý do là cái kết quả bầu cử là fraud, và họ muốn thay đổi cái kết quả bằng pháp lý, và họ kêu gọi những cử tri của họ đóng góp để có thể dùng tiền để mà làm sáng cái cuộc bầu cử này, làm sáng tỏ cái cuộc bầu cử này. Thì họ nhắm vào cái điểm đó để chỉ trích cái việc gây quỹ của bên cựu Tổng thống Donald Trump. Và có thể đây sẽ là một cái đề tài khác nữa, một cái cuộc điều tra khác nếu mà có liên quan tới những sai phạm hình sự khác. Đây là một cái thất bại chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà điều đó có đủ để thay đổi cái sự tin tưởng của cử tri của ông đối với ông hay không, hay sự ủng hộ của những người cử tri bảo thủ, những cái phe nhóm ủng hộ cho ông hay không, đó là một vấn đề khác. Vì cho tới ngày hôm nay, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn thành công trong việc thuyết phục cử tri của ông và những người ủng hộ ông rằng có một cái sự gian lận, và tất cả những cái âm mưu chính trị để nhằm tấn công ông, để ngăn chặn ông trở lại chính trường vào năm 2024. Và đó là cái điều mà sẽ còn phải phân tích về sau. Và từ đây cho tới tháng 11 thì cái ủy ban điều tra này sẽ đưa ra nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là làm tổn hại cái uy tín chính trị của ông, cũng như những người ứng cử viên của cựu Tổng thống Donald Trump đang ủng hộ mà đã thắng ở vòng sơ bộ. Thì nếu mà đánh được cựu Tổng thống Trump về mặt chính trị, làm tổn thất uy tín ông, thì có thể ảnh hưởng tới những ứng cử viên của đảng Cộng hòa mà hiện giờ đã được lựa chọn ở trong vòng sơ bộ. Và đó là cái hy vọng để mà đảng Dân Chủ có thể ngăn chặn đảng Cộng hòa lấy lại được Hạ viện hay là Thượng viện. Thì tất cả đều nằm trong mục tiêu chính trị, và cái vai trò của ủy ban này sẽ trở thành những cái tin hàng đầu trên báo chí hay là trên truyền hình trong những ngày sắp tới. Đó là cái mục tiêu, và tôi nghĩ rằng họ đang thành công, và rất là đáng tiếc cho cựu Tổng thống Trump. Vâng, trong cái buổi điều trần sáng nay, dân biểu Joe Lovren của Đảng Dân Chủ tiểu bang California là một thành viên của ủy ban, có đề cập đến cái chuyện là bên ông Trump và các cố vấn của ông Trump cố tình nói dối cái chuyện này, gọi là nói là bầu cử gian lận để đi tìm công lý, và họ đã gây quỹ được 250 triệu đô la để cho người dân đóng vào để mà cho ông đi gây quỹ để mà chiến đấu lấy lại cái kết quả của bầu cử để ông làm tổng thống. Và bà tố cáo là cuối cùng cái quỹ đó không có gì cả, mà là đưa vô những quỹ khác, đưa những người khác. Ví dụ trong đó ông Mark Meadows là cựu chánh văn phòng của ông Trump có một cái quỹ riêng được ủng hộ 1 triệu đô la, hay là một cái người khác nữa
được 270.000 207.000 đô la. Đó là cái ông cái mấy khách sạn của ông Trump được 207.000 đô la, còn tiền nó chạy đi tùm lum tùm la. Và bà Joe Lofren bà nói rằng đây là một sự lừa đảo và một sự gọi là chém chặt chặt chém đó, bà gọi rip off đó. Anh nghĩ sao về cái nhận xét của bà Joe Lofren về cái tình trạng mà thu 250 triệu này? Thật ra đó, trong cái chính trị, những cái vấn đề gây quỹ thì những cái mục tiêu họ đề ra, những cái lý do của những cái campaign, những cái hội đoàn tổ chức, những ứng cử viên họ đưa ra để mà gây quỹ thường là không đúng với sự thật. Thì đó là cách để họ kích thích cử tri và những người ủng hộ của họ có thể đóng góp nhiều vào cho họ. Thì bất cứ một campaign nào cũng vậy, họ đưa ra là không đúng sự thật. Tuy nhiên thì chúng tôi thì không phải là những người luật sư hay là những người phân tích về luật pháp để có thể biết rõ là trong những cái việc gây quỹ này của Tổng thống Trump nó nằm trong cái những cái điều kiện ràng buộc như thế nào, và ông đã chi những cái sử dụng số tiền đó có đúng theo những cái sự ràng buộc đó hay không. Vâng, và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.